Thưa quý vị, cho ý kiến về nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu. Các đại biểu cho rằng, về bản chất, nghị quyết này vẫn phải được coi là một nghị quyết thí điểm với quy định cụ thể về thời hạn áp dụng và kết thúc theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách nhất trí cần tạm thời ban hành nghị quyết thí điểm của Quốc hội về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu của OECD trước khi tiến hành sửa luật. Đồng thời đề nghị Chính phủ báo cáo rõ kế hoạch thời gian sửa đổi bổ sung luật thuế thu nhập doanh nghiệp và dự kiến về thời gian hiệu lực thi hành để bảo đảm các nội dung về thuế phải được quy định một cách thống nhất trong luật. Và chúng tôi cũng rất đồng ý với ý kiến của Ủy ban Tài chính Ngân sách. Bây giờ vấn đề chỗ là bây giờ chưa biết được cái hồ sơ, cái kiến nghị về cái luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi có được trình Quốc hội hay không. Thế nhưng mà chúng ta lại đưa vào đây là đến khi mà cái luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi thì như vậy là Quốc hội lại đi quyết luôn là đưa cái luật thuế thu nhập doanh nghiệp vào chương trình luôn, thì chúng tôi cũng thấy không hợp lý theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đấy. Thì cái ở đây là cái tính chắc chắn. Giải trình về nội dung này, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước cho biết hiện Bộ đang lấy ý kiến để sửa luật thu nhập doanh nghiệp. Bộ chúng tôi thì đã khởi động nhiều vòng rồi về thuế thu nhập doanh nghiệp rồi. Bây giờ thì sẽ đưa vào cái chương trình của đề xuất về Thường vụ Quốc hội sẽ đưa vào chương trình ban hành văn bản pháp luật. Hình như năm 2025 là sẽ ban hành cái thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì sẽ chúng ta sẽ đưa vào trong cái thuế thu nhập doanh nghiệp, mà trong thuế thu nhập doanh nghiệp thì nó sẽ bao gồm cả các cái doanh nghiệp khác nữa. Như ở đây cái nghị của chúng ta chỉ đối với các cái doanh nghiệp mà thuộc cái tiêu chí phải chịu cái trách nhiệm, tức là phạm vi của thuế tối thiểu toàn cầu thôi. Để thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc thực hiện thuế tối thiểu toàn cầu, tạo niềm tin cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách nhất trí Quốc hội bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023 và trình tại kỳ họp tháng 10 năm 2023 theo quy định thủ tục rút gọn trong một kỳ họp.